Alo. Đã có ai nhìn thấy livestream của Trước Tối Mobile chưa? Cho chiếc xin một chấm phía dưới để chào đón buổi livestream ngày mưa gió được không ạ? Đây là sản phẩm Oppo A9 mới ra mắt của công ty Oppo. Với cấu hình siêu khủng, đó là mong ước của rất nhiều bạn trẻ cũng như tất cả mọi người đều để được sở hữu một chiếc Oppo A9 với cấu hình cực khủng và với khuyến mại cực sốc từ Trước Tới Mobile. Mọi người hãy chia sẻ livestream của Trước. Với mỗi chia sẻ thì Trước xin tặng quý vị và các bạn một ốp, miếng ốp hoặc một miếng dán cường lực. Một miếng ốp hoặc một miếng dán. Với mỗi một chia sẻ của livestream này, Trước Tới Mobile sẽ tặng quý khách một miếng ốp hoặc một miếng dán màn hình cho quý khách nào chia sẻ trang web buổi livestream của Trước Tới Mobile hôm nay. Hôm nay nhân ngày mưa gió tại Vân Đồn thì Trước Tới Mobile có một buổi livestream để bán sản phẩm Oppo A9 với cấu hình cực khủng và là niềm mơ ước của rất nhiều anh chị em của chúng ta. Và với khuyến mại cực sốc từ Trước Tới Mobile, khi quý vị và các bạn mua sản phẩm Oppo A9 tại Trước Tới Mobile thì Trước Tới Mobile sẽ tặng quý vị và các bạn miếng dán cường lực trọn đời sản phẩm. Khi nào sản phẩm không thể sử dụng được nữa, đổi sang sản phẩm khác, Trước Tới Mobile lại tiếp tục. Trước Tới Mobile sẽ tặng dán cường lực trọn đời cho sản phẩm của quý vị và các bạn. Bên cạnh đó, anh sẽ tặng cho quý vị và các bạn một quả pin dự phòng chính hãng 10.000 với dung tích là 10.000, trị giá 450.000, tặng một gậy chụp ảnh. Đó, với sản phẩm Oppo A9 mua tại Trước Tới Mobile, quý khách hoàn toàn được mua trả góp 0% với chi phí trả trước là 30%. Giá của chiếc Oppo siêu khủng, cấu hình siêu khủng A9 này là 6.990.000. Quý khách hoàn toàn có thể trả trước 30% và không mất lãi trong vòng 4 tháng. Để sở hữu một chiếc Oppo A9 rất là đơn giản phải không ạ? Và được nhận khuyến mại rất khủng từ Trước Tới Mobile. Trước Tới Mobile sẽ tặng cho quý vị và anh chị một quả pin dự phòng chính hãng trị giá 450.000 và một gậy chụp ảnh trị giá 50.000 và tặng dán cường lực cho quý vị trọn đời sản phẩm. Hoặc quý vị và các bạn không lấy bộ quà tặng của Trước Tới Mobile thì quý Trước Tới Mobile sẽ tặng phiếu mua hàng nhé. Phiếu mua hàng đó là phiếu mua hàng phụ kiện trị giá 800.000. Quý khách lưu ý nhé, nếu quý khách không lấy bộ quà tặng ngày hôm nay khi mua sản phẩm Oppo A9 với cấu hình 108GB, bộ nhớ 128GB, camera selfie 48MB. Đó, cấu hình rất là khủng và giá rất là ưu đãi là 6.990.000 đồng. Quý khách hoàn toàn có thể mua trả góp với lãi suất là 0% trong vòng trả trước 30% và trả trong vòng 4 tháng hoàn toàn không mất lãi. Với mỗi quý vị anh chị xem livestream của Trước Tới Mobile, hãy chia sẻ đến một trang nào, với chia sẻ đến một trang thì Trước Tới Mobile sẽ tặng quý vị và anh chị miếng dán cường lực cho sản phẩm quý vị anh chị đang sử dụng trên tay để xem livestream đấy ạ. Mỗi anh chị một miếng dán cường lực nếu chia sẻ, hoặc là một nếu là cường lực vẫn còn đẹp thì Trước Tới Mobile sẽ tặng một cái ốp lưng cho anh chị, cho điện thoại của anh chị đang sử dụng ạ. Có hấp dẫn không ạ? Hãy ủng hộ Trước Tới Mobile. Kính nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Trước Tới Mobile thì Trước Tới Mobile xin được hôm nay trên buổi livestream ngày hôm nay thì Trước Tới Mobile xin giới thiệu sản phẩm mới ra mắt nhất của Oppo A9 và với giá là Trước Tới Mobile xin nhắc lại là giá của nó là 6.990.000 với cấu hình là RAM 8GB, bộ nhớ 128GB và camera selfie siêu nét 48MB.
Và với mức giá là 6.990.000 ý, thì quý khách được trả trước 30% và trả góp không mất lãi. Và nó có hai màu để quý khách, quý vị và các bạn lựa chọn và nhận quà ạ. Hai màu để quý vị và các bạn lựa chọn và nhận quà tặng siêu khủng từ chiếc tới mobile. Chiếc tới mobile còn rất nhiều sản phẩm và cũng được nhận quà tặng và quà tặng như vậy. Ví dụ như Oppo, Vivo, Samsung, iPhone thì quý khách chiếc tới mobile đều tặng quà đến quý vị và các bạn như vậy. Và đều được trả góp từ hai ngân hàng. Ngân hàng Home Credit và ngân hàng VP Bank. Quý khách có thể hoàn toàn mua trả góp nếu với trong túi tiền của mình không đủ hoặc là có đủ thì còn nhiều chi phí khác. Và trả dần trong vòng nhiều tháng. Trong 10 năm qua, chiếc tới mobile đã đem đến rất nhiều sản phẩm ưu việt đến với tất cả quý vị và các bạn. Và chiếc tới mobile thân hạnh được chào đón quý khách đến với chiếc tới mobile. Rất nhiều sản phẩm khác nữa. Hôm nay thì chiếc tới mobile chỉ giới thiệu sản phẩm Oppo A9 2020. Mới ra mắt và với cấu hình chắc là trên thị trường chưa có các sản phẩm nào cấu hình cao như này và có giá rẻ như này và được ưu đãi vô cùng lớn tại chiếc tới mobile. Ngoài quà tặng là pin dự phòng, gậy chụp ảnh ra thì chiếc tới mobile sẽ tặng miễn phí dán cường lực trọn đời sản phẩm cho quý vị nếu mua sản phẩm tại chiếc tới mobile. Mỗi tháng một lần và tặng trọn đời luôn. Quý vị lưu ý nhé. Và với mỗi chia sẻ của livestream ngày hôm nay thì chiếc tới mobile sẽ tặng ốp hoặc là dán cho quý vị và anh chị đã chia sẻ. Và hãy mang cái điện thoại của quý vị đã chia sẻ lên đây và chiếc tới mobile đến chiếc tới mobile tại Đông Thịnh, Đông Xá, Vân Đồn và để được hưởng miếng dán cường lực miễn phí hoặc là ốp lưng miễn phí cho quý vị và các bạn đã theo dõi livestream và chia sẻ livestream này và lan tỏa livestream này đến với các khách hàng khác. Mà tại sao mà chiếc tới mobile lại có những khuyến mại lớn như vậy? Bởi vì chiếc tới mobile không phải mất tiền thuê nhà này, không phải mất tiền thuê nhân viên này. Đó là những ưu đãi mà chiếc tới mobile chia sẻ với quý vị và các bạn. Hai bên cùng lợi, chiếc tới mobile cũng được lợi và quý khách hàng cũng được lợi. Ví dụ như các bạn hưởng 2 năm dán cường lực tại chiếc tới mobile thì quý vị và các bạn đã tiết kiệm được rất nhiều tiền về việc dán cường lực. Và quả pin dự phòng như này 450.000 chính hãng 10 và được quả pin dự phòng này cũng được bảo hành cho khách thời hạn là 1 năm bảo hành. Có tuyệt vời không ạ? Vâng, trong buổi sáng livestream mưa gió ngày hôm nay thì chiếc tới mobile cũng chỉ giới thiệu được một sản phẩm như vậy, mỗi ngày một sản phẩm. Chiếc tới mobile hân hạnh chào đón quý vị và các bạn đến với chiếc tới mobile và chào đón sản phẩm Oppo A9 mới ra mắt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi livestream của chiếc tới mobile.